Xin chào tất cả các bạn và xin chào quý vị khán giả. Lãnh đạo sở ở Bắc Linh trong 7 ngày đi chơi golf, giờ hành chính tới 3 lần. Đó là một ông tên là Trung. Em ơi, xô em to quá, anh mời em đi ăn phở nhá. Nhưng thưa em, phở vẫn là phở, nhưng cơm nhà vẫn ngon hơn. Xin chào tất cả các bạn và xin chào quý vị khán giả. Lãnh đạo sở ở Bắc Linh trong 7 ngày đi chơi golf, giờ hành chính tới 3 lần. Đó là một ông tên là Trung. Thưa các bạn, ông này là giám đốc sở nông nghiệp. Đối với mình ấy thì Dương nói thật với các bạn, đối với Dương thì Dương người giàu làm lãnh đạo thì Dương rất thích. Người càng nhiều tiền làm lãnh đạo Dương càng thích. Những người mà có tiền thì chơi golf, golf chắc chắn là Dương khẳng định với quý vị, golf đây là những người phải có tiền. Nhưng mà anh có tiền hay không có tiền thì tôi không biết. Anh phải có trách nhiệm với công việc, và đặc biệt là công việc với nhân dân. Ở đây thì anh lãnh đạo này thì anh đang làm việc tại Bắc Linh, mà giám đốc sở nông nghiệp thì các bạn biết rồi, tuy mình không biết là Bắc Linh bây giờ đã trở thành thành phố công nghiệp chưa, mặc dù sau rất nhiều năm mà khi Samsung đóng quân, Samsung đóng quân đặt nhà máy tại Bắc Linh, và rất nhiều các tập đoàn lớn của thế giới đã đặt nhà máy tại Bắc Linh, thì Bắc Linh đã trở thành một trong những cái tỉnh phát triển rất là mạnh. Có thể nói đầu người, GDP đầu người là một trong những tỉnh cao của Việt Nam. Bộ mặt đô thị thì khẳng định 100% là thay đổi. Nhưng mà thôi thì còn về nông nghiệp thì em không biết thế nào, nhưng mà các anh phải biết rằng là khổ dân lắm. Các anh bao việc phải làm mà các anh đi đánh golf suốt. Mặc dù sau cái clip này thì mình sẽ để link cái clip ở dưới cái video này cho các bạn xem nhé. Link ở dưới. Đối với Dương thì bây giờ nói thế nào cho nó cho chúng ta dễ hiểu nhỉ? Mình tin chắc rằng là rất nhiều người sẽ lên án. Rất nhiều người sẽ lên án. Nhưng mà thưa quý vị, khổ lỗi, nếu mà chúng ta biết một sự thực rất phũ phàng là rất nhiều lãnh đạo của Việt Nam của chúng ta, ở đây Dương mở ngoặc đóng ngoặc nhé, là lãnh đạo cấp phòng của các thành phố, các tỉnh lại rất thích chơi gôn. Kể cả các quận, các phó chủ tịch quận, các thứ cũng, chủ tịch quận cũng rất khoái chơi golf. Nói chung là tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam của chúng ta bây giờ rất thích chơi golf. Nếu mà chúng ta mà ai cũng giống như VTC ấy, mà bỏ thời gian, bỏ ekip đi mà trực chờ ở nhà riêng hoặc là ở cơ quan ấy, để rồi hoặc là ở các sân golf khắp miền Bắc ấy. Thực ra các bác ấy không đi xa đâu, cuối tuần thì các bác đi xa, vì cuối tuần có thể đi vào đến đất Quảng Bình chẳng hạn, đâu đó, hoặc là bay đi vào trong miền Nam. Nhưng còn đi gần thì Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Hải Phòng, Hải Dương, và ít ra xa các sân tập quanh thành phố Hà Nội, trong đó bên Long Biên có một sân tập golf, đấy là ở thành phố Hà Nội nhé. Thế còn các tỉnh khác thì các bạn biết rồi đấy. Không phải là chuyện hiếm. Ở đây Dương phải khẳng định quý vị là không phải chuyện hiếm. Nhưng mà Dương chỉ cầu mong này, cầu mong các anh, các chị. Các anh, các chị phải hiểu rằng là đi đánh golf một tiền mất rất là nhiều. Ở đây mở ngoặc đóng ngoặc nhiều ở đây là đối với Dương là so với thu nhập bình quân đầu người Việt Nam thôi. Chứ còn thực ra ấy, nếu mà những người hiểu biết đi đánh golf rất rẻ so với đời sống của những người trung lưu hay những người bây giờ là doanh nghiệp kiếm ra tiền. Tại sao Dương dám nói câu chuyện như vậy? Các bạn cứ xem. Bây giờ nhá, Dương chỉ nói bây giờ nhá, ví dụ một khóa học bây giờ đến góp cứ cho là vài chục triệu đi. Một bộ góp đánh được bây giờ vài chục triệu. Không đến tiền trăm đâu, tiền trăm là cái đồ hiệu rồi.
Thế nếu mà bây giờ những người như có tí tiền như ở Việt Nam mình ấy, thì cái chuyện mà một quần áo người ta mua được mấy chục triệu, nữa là một khóa học có mấy chục triệu, túi sách giày dép người ta có thể đến mấy chục triệu, thì cái chuyện mà đi đánh một khóa học gôn mấy chục triệu là chuyện bình thường, hay là những cái bộ tập gôn mấy chục triệu đến trăm triệu thì nó không phải là hiếm. Mà đối với Dương nghĩ rằng là nó ok mà, không có gì cả. Thế nhưng quan trọng lớn nhất ấy, thì kể cả các lãnh đạo, thì bây giờ mình nói thật với các bạn, cứ nhiều người nói về lương, nhưng mà hỏi lương thì các sếp lấy lương đâu để mà đi đánh gôn. Thì đối với Dương thì Dương nhìn thẳng vấn đề, bây giờ họ cũng biết kinh doanh rồi, vợ con họ cũng biết kinh doanh rồi các bạn, đặc biệt với chính sách đảng và nhà nước mình không cấm họ kinh doanh, và đặc biệt họ là những người làm trong cơ quan nhà nước thì thông tin nó còn nhiều hơn người dân ở ngoài. Và đặc biệt nếu mà để tiếp cận với cả những cái gói vay đấy thì do sự quen biết chẳng hạn, họ cũng dễ hơn. Cho nên cái chuyện mà ví dụ những người tinh ý, những người giỏi ở những cái thành phố đang phát triển hay các tỉnh đang phát triển ấy, họ kiếm tiền tỷ là chuyện bình thường các bạn. Nhưng mà kiếm tiền tỷ mà họ muốn có tiền tỷ thì họ phải đi quan hệ, thì quan hệ họ đi đánh góp, họ đi uống bia hay bar, hay là đi những cái trò tiêu khiển, đối với Dương nghĩ là nó chuyện không có gì cả các bạn. Thì mình chỉ mong rằng là ở đây chúng ta phải đánh giá đúng bản chất của vấn đề là gì. Ví dụ như anh lãnh đạo sở này thì anh ấy đi vào giờ hành chính là không lên, và phải phạt nặng, kỷ luật nặng. Thế còn cái chuyện mà đi đánh góp biết thì nó là chuyện bình thường. À, tất cả chúng ta ở đây chúng ta phải nhìn nhận thật sự khách quan vào thời đại kinh tế thị trường. Ai giỏi, ai tài đều có khả năng làm ra tiền. Người có tiền chắc chắn là người giỏi. Thế còn họ vi phạm pháp luật, tiền từ đâu, ví dụ họ buôn gian, buôn dối, họ đút lót hối lộ, thì cái đấy hãy để cơ quan chức năng và nhà nước. Và những người như chúng ta, YouTuber, Dương nói thẳng, hay là những nhà báo chí mà chưa có bằng chứng thì cũng không nên kết luận. Mình tâm đắc cho cái bài này. Bài nói ví của VTC News này thì thực ra họ chỉ nói về vấn đề liên quan đến vấn đề gọi là lãnh đạo sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf giờ hành chính tới 3 lần. Thế thôi, chứ còn nhưng mà mình biết rằng là rất nhiều các comment, trong đó có những cái thành phần không ưa gì cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là chính phủ hiện thời, thành ra họ hay xuyên tạc. Thì Dương làm cái bài này Dương muốn nói rằng một cái điều là mình phải nhìn nhận khách quan. Bản thân người dân thường chúng ta nếu biết tiếp cận hay là biết tận dụng cái chính sách hay tận dụng cái thời kỳ đổi mới này, trong đó có tầm nhìn xa, có trình độ, thì chúng ta riêng ở những cái tỉnh Bắc Ninh hay Bắc Giang thì Dương nói thật với các bạn, ở đây Dương dám nói trên không gian mạng là vì Dương biết rất nhiều khán giả của Dương đã từng biết chuyện đó. Và đặc biệt trong đó có những người bạn học cùng Dương đã biết từ lúc mà khi họ chưa đón đầu những cái công ty lớn như vậy, và chỉ cần Samsung nhảy vào một lúc đấy mới đang bắt đầu phát triển, và sau đấy có những cái thông tin liên quan đến vấn đề ABC thôi, Dương đã khuyên rất nhiều những người bạn của Dương ở Bắc Ninh, ở Bắc Giang là hãy đầu tư đất. Tại vì sao? Hoặc là xây nhà cho công nhân cho thuê. Tại vì sao? Vì chắc chắn Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ trở thành một trong những điểm hùng mạnh về vấn đề phát triển công nghiệp, có thể thay thế được đến tất cả Bình Dương và Đồng Nai. Tại sao thế thưa các bạn? Thứ nhất, đặc biệt là sau khi bắt đầu vào cái đại dịch Covid-19 thì rất nhiều các đại công ty họ đã chuyển từ Trung Quốc đi ra khắp nơi trên thế giới để họ lập nhà máy để tránh rủi ro. Nhưng họ không bao giờ từ bỏ cái thị trường 1 tỷ dân của Trung Quốc đâu các bạn ạ. Hơn 1 tỷ dân của Trung Quốc. Do đó họ sẽ tìm những nơi nào thuận tiện nhất về giao thông để xuất ngược lại hàng hóa về Trung Quốc, mặc dù họ có thể sản xuất tại một nước thứ ba. Trong đó Việt Nam là một địa điểm về địa lý rất quan trọng. Biển cũng đi sang Trung Quốc được. Đường bộ cũng đi sang Trung Quốc được. Ví dụ Lào thì hơi vất vả tí, xa hơn mà đường hiểm trở hơn. Hay là nếu mà nói về Ấn Độ thì chắc chắn là không được, hay là các nước kia. Cho nên Việt Nam vẫn là một cái gì đó, nó là một địa điểm lý tưởng để cho các tập đoàn đặt các nhà máy. Vừa tránh rủi ro tập trung tại Trung Quốc, vừa một điều nữa các bạn biết là gì không? Là sẽ vẫn xuất khẩu ngược lại được Trung Quốc và vẫn xuất khẩu đi các thế giới được. Thì chắc chắn
Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ trở thành một điểm cân nhắc. Và đặc biệt nữa, cơ sở hạ tầng của Bắc Giang, Bắc Ninh hiện tại bây giờ về đường cao tốc lại quá đỉnh. Đường cao tốc có thể về Hà Nội rồi đến Hải Phòng cao tốc luôn. Có thể đi ra cái trung tâm cảng lớn nhất của Việt Nam chúng ta là ở Hải Phòng. Và đặc biệt nữa, nếu mà đi các cửa khẩu thì quá nhanh. Đi cửa khẩu một phát, đi cửa khẩu của Hạ Long, cửa khẩu quên mất của Quảng Ninh, cửa khẩu Móng Cái đấy. Hay là kể cả đi một phát về cửa khẩu cao tốc một phát, cũng xuyên một phát luôn, đi một phát là thẳng phát cao tốc đi gọi Lào Cai. Nói chung là Bắc Ninh, Bắc Giang là một trong những cái địa điểm rất là đẹp. Đấy, vì vậy cho nên là những cái người mà quan chức của những cái địa phương đó họ giàu có đối Dương nghĩ là bình thường. Tại vì người dân như Dương, một thằng như Dương còn nghĩ ra được những cái trò như vậy. Nếu mà mình có tiền mình đầu tư thì mình cũng giàu rồi. Và giàu ở đây không phải nói tiền tỷ nha, có thể lãi đến hàng triệu đô la, mình khẳng định với quý vị các bạn. Đấy, hàng triệu đô la cơ. Tại vì cái đất nó lên kinh khủng luôn. Ok, cho nên là mình xin chào và lại quý vị. Và ở đây thì chúng ta lên án, phải nói thật là chúng ta lên án. Lên án đây là lên án kịch liệt luôn chứ không phải lên án bình thường. Dương lên án kịch liệt những anh chị em giàu có ở trong cơ quan công quyền. Mặc dù kể cả không phải đồng tiền nó rất là sạch, nhưng mà khi đã nắm giữ một cái chức vụ nào đó trong cơ quan công quyền phục vụ nhân dân và nhà nước thì mong rằng các anh thời gian các anh hãy, đặc biệt là thời gian hành chính, các anh hãy để hết cái đấy thật tròn trách nhiệm. Còn cái kiểu mà đi chơi gốp này thì đúng là chúng ta phải kỷ luật thật nặng, chúng ta phải kỷ luật, không những kỷ luật thật nặng và đôi khi đuổi là chuẩn nhất, tại vì đấy là những con người vô trách nhiệm, cực kỳ vô trách nhiệm. Xin cảm ơn, đây là nguồn của VTC nhé. Còn mình thì là xin chào và hẹn quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye và hẹn gặp lại.